Đó là hội câu lạc bộ tình bạn. Xứ Belarus. Đây là đại sứ của Liên bang Nga. Đại sứ Liên bang Nga. Đây là Bộ Ngoại giao của Đức. Tên chị Nga đưa sau.
Tôi nghe bác Trọng Quốc rất là xúc động, và có thể nói rằng đây là một vị lãnh đạo mà tôi được hướng dẫn tới cây Bồ Đề, và tôi cũng nói rằng là rất là nhiều tâm hồn. Và chúng ta ở dân tộc đất nước mình đã mất đi một cái người con dân, một người lãnh đạo rất là thương dân thương nước. Nói nhiều hơn là chúng ta cầu nguyện cho đắc đại thần, đắc đại thần người xong rồi sau tái sanh vào Việt Nam để tiếp tục nhiệm vụ nha. Và mong rằng tất cả anh chị em mình theo như bác nha, làm điều tốt. Và rồi đi qua bên đó là tôi có hướng dẫn bác tới các bạn Huệ Linh Tổ Quốc. Tôi cũng nói rằng bác cũng nói rằng sao chùa Việt Nam mình không có giống mấy chùa khác, lại thờ bàn thờ Linh Tổ Quốc. Thì tôi nói rằng đây là chùa Việt Nam thờ, làm thờ ban an ninh tổ quốc là từ thời vua Hùng tới bây giờ. Và tất cả những vị lãnh đạo nào mà thương dân dưới nước chết rồi có bàn thờ bên đó, và bác rất là xúc động với đứng bác khóc. Bác nói rằng bác sẽ được qua bên đó thì chắc chắn nha. Thì có thể nói rằng từ khi mà bác Hồ quá rồi cụ Võ Nguyên Giáp, bác là một người chúng ta phải trân trọng và thương yêu. Sẵn đây là mời đại sứ cũng như tất cả anh chị em sang chiêm bái Đức Phật và viếng thăm những ngôi chùa đầu tiên bên đó, và cũng nơi mà bác Trọng bác có rất là cảm động. Mà tôi không ngờ phải nói rằng bác Trọng có những cái điều rất là đặc biệt. Và chị sang đó là tôi tặng cây Bồ Đề, rồi bác về bác Trọng rất là trân trọng. Và bây giờ cây nó lên rất là to. Và cái điểm nữa là dặn là tất cả những cái hình ảnh mà bác chụp với tôi là không được quyền, không được quyền tới chừng không được quyền. Mấy bữa nay là bác tiết lộ rồi, bắt đầu không có đăng quá, rất là hay. Và những cái bài mà nói chuyện của tôi ở trên mạng là bác theo dõi rất là kỹ, và chúng ta phải nói hãnh diện. Và cũng nhờ bác mà đất nước của mình được có hòa bình. Và như cái thơ mà tôi gửi hôm qua cho mà chủ tịch nước, tôi cũng nói mọi người đều phải gương theo gương bác. Và mình cũng cảm ơn nhờ bác mà đất nước của mình có hòa bình, và ban giao tất cả các nước, đặc biệt là những người mà đem bom đem đạn lên dội đất nước mình, mà mình giờ ôm nhau nhảy đầm với họ, cái chuyện này chứ ai làm được. Và mong rằng dân tộc của mình tiếp tục con đường đó. Và mong rằng đại sứ tất cả anh em theo cái đó. Bây giờ là Phật. Bác sĩ Đạo Phật. Em là bác Linh Thiên. Bác sĩ Đạo Phật. Sự phù đà bên đi. Đại sứ Singapore. Thank you.
sư Triều Tiên ghi sổ tang. Đại sứ Vatican. Đây là câu lạc bộ tình bạn Berlin. Chủ tịch câu lạc bộ. Đại sứ Ba Lan đến chia buồn, đang nói chuyện cùng đại sứ Vũ Quang Minh. Đại sứ quán Ba Lan đến chia buồn và viết sổ tang.
Sư Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Phật tử Quảng Hội Châu, con là người cuối cùng rời khỏi nơi tổ chức tưởng nhớ cho vĩnh biệt bác Tổng Tư Nguyễn Phú Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng. Con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật.